Ngoài những kỹ năng giao tiếp cơ bản, những robot mini có tên Kirobo còn có khả năng nhận diện khuôn mặt người giao tiếp. Khi được hỏi, Kirobo sẽ xoay đầu về phía hỏi và bắt đầu trò chuyện với họ. Tôi nghĩ rằng việc cùng hợp tác với những người từng nghiên cứu phát triển AIBO trong quá khứ cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đang đi theo một quỹ đạo tương tự. Khi tôi nói chuyện với các đồng nghiệp ở VIO, họ rất quan tâm đến việc thực hiện dự án này cùng chúng tôi. Robot đồng hành Kirobo, một người bạn nhỏ xinh có khả năng giao tiếp với con người, có mức giá dự kiến khoảng gần 400 đô la Mỹ, chỉ nặng chưa đầy 200 gram và cao 10 cm. Kirobo rất thuận tiện để mang theo bên mình. Kirobo được thiết kế để trò chuyện và hiểu được tâm trạng của người đồng hành.